chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dư. Để các bạn mới chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn và vân vân. Không biết các bạn có còn nhớ hay không thì trước đây mình có làm một cái video clip là về những cái điều cần biết về độ pH đó. Mình có để cái link ở trên đây, nếu mà các bạn nào chưa xem thì các bạn xem lại cũng chưa có muộn đó. Thì trong cái video đó mình chia sẻ rất là nhiều cách để tăng giảm pH một cách tự nhiên, những điều cần biết về pH, khi mà pH giảm thì cá sẽ như thế nào, pH tăng thì cá sẽ như thế nào đó. Thì trong cái clip đó mình có nói một câu là các bạn nên dùng những cách tăng giảm pH tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn cho cái hồ cá của các bạn. Thì tới hiện tại thì cái câu nói đó của mình vẫn nghĩ là đúng đó, mình vẫn giữ cái câu nói đó. Nhưng mà hôm nay mình phát hiện ra thêm một cách nữa là có thể tăng giảm pH bằng dung dịch tăng giảm pH đó. Thì cái cách này chỉ áp dụng cho những bạn nào mà hiểu được về pH và kiểm soát được cái dung dịch này khi cho vào nước hồ. Có nghĩa là nó sẽ không có, các bạn không có làm tăng giảm pH trên lệch quá nhiều là cá của bạn sẽ ok. Còn nếu mà các bạn không có kiểm soát được cái dung dịch này khi mà cho vào hồ thì các bạn cá của bạn sẽ rất là dễ bị sốc pH đó. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái dung dịch tăng giảm pH này các bạn ha. Đây, hiện tại thì trước mặt các bạn đang là hai loại dung dịch tăng và giảm pH của coi ca. Thì cái dung dịch tăng pH á, cái mẫu mã của nó là màu bên ngoài, cái màu chủ đạo là màu xanh. Còn cái loại giảm pH á, thì là cái màu nâu. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào cái bao bì của nó trước ha các bạn ha. Cũng giống như những sản phẩm của coi ca thì cái bao bì của bên hai sản phẩm pH cộng và pH trừ này cũng đầy đủ tất cả những cái thông tin cho người dùng. Từ thành phần, công dụng, liều dùng, cách sử dụng. Nhưng một cái điều hay ở chỗ á, là bên coi ca khác với lại những cái hãng về vi sinh hay là những cái hãng thuốc khác á, ở Việt Nam á, là họ đang tạo ra một cái hệ sinh thái cho những sản phẩm của họ. Và mỗi cái sản phẩm là một cái màu sắc chủ đạo riêng, nhìn rất là bắt mắt ha. Ví dụ ở đây là hai màu cho loại, hai loại pH cộng và pH trừ. Ở đây mình đang có đây là bạc cộng ha các bạn, là một màu xanh, xanh rất là tươi. Và ở đây là BSB là màu đỏ. Và ở đây nữa là Coica Clear là màu xanh dương đó. Thì sắp tới thì mình được biết là họ còn sẽ cho ra những cái loại thuốc khác nữa, ví dụ như có thể là những cái loại thuốc đang hot trên thị trường mà những cái hãng nước ngoài đang hết hàng, ví dụ như AB General Care là trị trùng mỏ neo thì đang bị hết hàng, thì sẽ có thể sắp tới họ sẽ cho ra những loại thuốc trị những cái loại ký sinh trùng này chẳng hạn. Ok, bây giờ mình sẽ khui đại một chai ra ha các bạn ha, để xem bên trong này nó là như thế nào ha. Thì đây là cái chai mình chưa khui ha, nó còn warranty đàng hoàng luôn. Ở đây phía sau đây là hạn sử dụng của nó là tới 20 tháng 10 năm 2022, có nghĩa là hàng sử dụng được 2 năm các bạn. Cái loại hàng sử dụng được 2 năm ha. Bây giờ mình sẽ khui ra. Đây là cái ống xịt. Còn đây là cái chai pH đó. Thì cái chai này cũng được đóng gói lại, bảo quản lại rất là kỹ ha các bạn, cũng được warranty luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái này ra luôn. Cái mùi của nó cũng không khó chịu lắm các bạn, cũng tương đối dễ chịu ha. Đó, thì ở đây các bạn thấy đó, 15 lần xịt cho 100 lít nước sẽ tăng được 1 đến 1.5 độ pH. Thì mình cứ như vậy mà mình làm thôi các bạn. Khi mà các bạn dùng
cái dung dịch này cho cái hồ mà không có cá đó thì các bạn có xịt thoải mái không sao hết, nhưng mà khi mà các bạn dùng cho hồ có cá thì các bạn nên xịt ra một cái thao hay là một cái ca để các bạn pha trong nước hồ ra, rồi các bạn hãy cho vào từ từ ha, thì cái độ pH nó sẽ không có thay đổi quá nhiều, vẫn cứ dùng theo cái liều dùng này ha các bạn ha, nhưng mà mình sẽ mất công một chút xíu thôi. Ok, thì để hướng dẫn các bạn sử dụng cái dung dịch cộng trừ pH này á thì mình sẽ test ở trên cái hồ nhỏ này ha, tại vì cái hồ nhỏ này á là mình nuôi củ sừng nhỏ, thành ra là cái lượng nước nó không quá nhiều, vì vậy là mình sẽ không phải dùng quá nhiều cái dung dịch như là cái hồ lớn đó. Thì cái hồ nhỏ này là mình nuôi hai con củ sừng xám long phin và hai con bô ly vàng. Thì chiều nay mình mới mua chép về để mình thải trong hồ cho tụi nó ăn á, thì mình phát hiện là mấy con chép nó chết đó các bạn. Thì đây là mấy con chép nó chết rồi các bạn ạ. Đó, thì mình nghi ngờ là cái pH ở trong hồ này đang giảm, và bây giờ mình sẽ kiểm tra thử cái pH trong cái hồ nhỏ này xem là bao nhiêu, rồi mình sẽ dùng cho đúng cái dung dịch tăng hoặc giảm để cân bằng lại cái pH trong hồ này. Đây, bây giờ mình sẽ test cái pH các bạn ha. Mình thì mặc dù là mình có bút pH nhưng mà mình test bằng cái thủ công này quen rồi, nghĩa là mình test bằng thủ công luôn. Đó, thì nó đỏ quá trời đỏ luôn các bạn, có nghĩa là pH đang xuống rất là thấp luôn. Cái này chắc khoảng 4-5 chấm gì vậy. Đó, và bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng cái dung dịch tăng pH lại cho nó ha. Như vậy là các bạn thấy cái thước đo pH hồi nãy của mình là cái hồ này, cái dung dịch pH này rất là thấp ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái dung dịch tăng pH là cái chai màu xanh này ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ múc một ít nước ra, rồi mình sẽ hòa cái dung dịch này vào, sau đó mình sẽ trộn đều lại trong cái nước hồ này. Cái diện tích cái hồ nhỏ này của mình là 60-30-40, như vậy tính ra là khoảng 72 lít, nhưng mà hiện tại thì cái mực nước nó đang dưới cái mức phân nửa luôn các bạn. Thì theo như nhà sản xuất liều dùng là 15 lần xịt cho 100ml, như vậy thì mình sẽ xịt khoảng 4 đến 5 nhát ha, cho cái hồ này để tăng pH lên lại. Ok, bây giờ mình sẽ múc nước ra và mình trộn cái dung dịch này vô ha. Thì có một cái điều lưu ý là khi mà các bạn dùng cái dung dịch này á, thì các bạn nhớ rửa oxy thật là mạnh để cho cái dung dịch này nó hoạt động tốt nhất có thể, và nó sẽ tránh được cái tình trạng nó bị tụt hoặc là tăng pH lại như trước ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra là pH xem là pH trong hồ này thay đổi như thế nào thôi các bạn. Đó, thì bây giờ nó tăng lên khoảng 6.5 7 chấm rồi các bạn. Thì từ mức khoảng 4.5 nó tăng lên khoảng 6.5 7 chấm. Thì cái mức này nó còn sẽ tụt nữa ha các bạn ha. Nên các bạn yên tâm. Và các bạn khoảng 10 khoảng 9 đến 10 tiếng sau đó thì các bạn nên chăm lại một lượng y chang như vậy để các bạn duy trì cái độ pH này nó bền vững luôn. Nó bền vững luôn thì thực ra cũng không bền vững lâu lắm đâu các bạn. Nó cũng theo mình sử dụng thực tế á, thì nó cũng sẽ duy trì được 1-2 ngày, 2-3 ngày, tùy theo cái cơ chế hồ của các bạn. Cái hồ của các bạn phân nhiều hay là cái thứ thì nó cũng sẽ tụt pH lại ha các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy đó, dùng cái dung dịch tăng giảm pH này á, thì cái hiệu quả gần như là cái tức thì luôn các bạn. Nó không lâu giống như là mình dùng san hô hay là mình dùng lá bàng,
sổ oxy để mình tăng giảm pH như là cách truyền thống là cách tự nhiên. À, nhưng mà đổi lại một cái là các bạn phải kiểm soát được cái dung dịch tăng giảm này khi mà mình cho vào nước để nó không bị là cái độ pH quá nhiều để cá trong hồ không bị sốc pH. Thực ra bây giờ cái việc mà tăng pH hay là giảm pH á, đối với các bạn chơi cá nó không phải là cái điều gì quá khó khăn đâu. Cái việc khó ở đây là các bạn có thể giữ được cái độ pH nó trong khoảng thời gian dài. Đó, cái đó mới là cái điều khó. Thì tại sao mình lại nói cái đó là cái điều khó? Thì thứ nhất là hầu như mình thấy các bạn chơi cá hiện tại cá sơn mò gì ha, thì các bạn nuôi quá nhiều cá đi, thì khi mà cái mật độ cá trong hồ đông như vậy á, thì khi mà ăn uống nè và khi mà thải phân nè, nó sẽ để lại rất là nhiều những cái phân thải hoặc là những cái thức ăn thừa đó, thì những cái điều đó sẽ làm cái pH nó giảm rất là nhanh. Nhiều khi là sau một đêm, sau một ngày nó có thể tụt mấy độ luôn. Đó thì cái điều đó là dẫn tới là việc những con cá trong hồ các bạn chết, hoặc là nhẹ là nằm đáy, còn nặng hay là chết. Thì để luôn giữ được cái chất lượng nước ở trong hồ cá các bạn ở độ pH cân bằng đó, thì mình có một số những cái lưu ý sau đây. Thứ nhất là các bạn không nên nuôi cá quá nhiều ở trong hồ, bởi vì khi mà các bạn nuôi cá quá nhiều, cái mật độ cá nó quá đông á, thì khi mà nó ăn thức ăn hoặc là nó thải phân thì ăn thừa, và cái phân thải ra các bạn chưa kịp vệ sinh đó, thì sẽ tích tụ lại và nó sẽ làm giảm pH rất là nhanh, rất là đột ngột luôn. Nhẹ thì cá sẽ nằm đáy, hoặc nặng đó thì cá sẽ bị chết các bạn ha. Đó, cái điều thứ hai nữa là các bạn phải kiểm tra độ pH trong hồ của mình thường xuyên. Nếu như các bạn không có thời gian giống như là mình đó, thì các bạn nên là mỗi ngày hoặc là 1-2 ngày gì đó, các bạn nên kiểm tra độ pH thường xuyên để đảm bảo là nó nằm trong mức lý tưởng cho cá. Cái điều thứ ba đó là các bạn nên thay nước định kỳ ở trong hồ, bởi vì thay nước cũ ra và cho nước mới vào thì nó sẽ làm mà cái độ pH nó sẽ cân bằng lại. Cái điều thứ tư là mình có cái này mình cũng đang sử dụng, là các bạn sử dụng cái vỏ hào ghi ông thì nó đã được xử lý sạch sẽ và được xử lý ở nhiệt độ cao, thì nó sẽ làm cho cái độ pH trong hồ các bạn giữ cân bằng tốt, giữ cân bằng dài hơn. Thì đây là hào đã được xử lý rồi hả các bạn ha, đây là cái hào mà mình nói là bỏ vô trong hồ thì nó sẽ cân bằng được cái độ pH lâu hơn đó. Hào này được xử lý ở nhiệt độ cao rồi, mình phải vệ sinh lại, mình phải xử lý cái hào này cho nó sạch rồi mình mới dùng trong hồ được, chứ không phải là các bạn lấy mấy cái hào mà mình đi ăn ốc ở bên ngoài, hào ăn sống hay là hào nước mỡ hành này về mình rửa rồi mình bỏ vô hồ đâu hả các bạn, nó không có tác dụng đâu hả các bạn ha. Đó thì là một số những cái cách mà mình chia sẻ với các bạn như vậy. Ok, như vậy là cái video tuần này của mình cũng đã kết thúc tại đây. Thì bên dưới cái video của mình có một cái nút đăng ký subscribe để các bạn, và một cái chuông bé bé xinh xinh. Nếu các bạn nào yêu thích cái video của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký cũng như là cái chuông để ủng hộ thêm cho mình động lực ra những cái video hay của các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.